Bà ghé bệnh viện dò la tin tức cho tôi, hỏi con nương tình hình như thế nào, nhân tiện xem cô bà Như có ý gì không. Đã có con nương ở trong ấy rồi, tôi còn vác mặt vào đó làm gì? Nói thiệt đấy, nhìn mặt bà Như tôi không ưa. Bà thiệt tình, trời ơi, nếu như bà bằng một nửa của bà Như thôi là tôi lên trung ương từ lâu rồi, chứ không phải chết dí, ngồi chết dí với cái ghế phó này đâu, để chờ ngày về hưu đâu. Thôi cái bài so sánh ấy đi. Có ngon nữa hả? Ông lấy nó về làm vợ đi coi. Nương, làm gì có ai? Chị vô đi, đang ở trỏng mà. Không có. Mình nói tới họ ở trỏng mà. Thùy Dương à, em cứ yên tâm, có anh bên cạnh em, em không cần phải lo lắng gì hết. Em về nha. Anh Tài, anh nói anh bận mà anh bận chuyện này hả? Em về trước nha. Em về cẩn thận. Cô đứng lại cho tôi. Nè. Mèo. Cô kia, cô đứng đó. Cấm miệng. Cấm miệng cho anh. Anh đối xử với em vậy hả? Kêu nó lại cho em. Kêu nó lại. Anh nói im liệm. Tôi không ngờ anh lại nói dối tôi như vậy. Im chưa?